Rồi anh em mình hướng dẫn cho mọi người ở đây có hai cách để mở tua IA, anh em không bao giờ chết IC này ha. Đấy. Đấy, những cục IA này. Sử dụng Smart FE2 hoặc là Smart Tool ha. Anh em bấm một phát là ăn ngay. Có nghĩa là anh em chưa quen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại mọi người này. Nguyễn Đại em chào anh em. Rồi ha. Rồi S2020. S2015-18 như nhau, 2ND2 và 2NDO. Những anh em nào đang sử dụng Smart FE2 hay là Smart Tool. Thì chúng ta cùng đều làm được như nhau cả ha. Thường chỉ có tắt để chế độ rung thôi là anh em gọi là không nghe được gì hoặc là đi ngủ, còn bình thường cứ mở mắt dậy là điện thoại hầu như là nó rung hết từ Zalo. Giờ khổ cái vừa rồi đã đưa cho anh em thêm cái số điện thoại 0395459779 nữa, anh em gọi ly địa phê lắm anh em, mẹ điện thoại. Cái điện thoại nó còn làm việc còn hơn cả Đình Tuấn. Công nhận cái điện thoại nó kinh khủng hơn cả mình luôn anh em, phê lắm. Rồi hướng dẫn này. Tại sao mình hướng dẫn cho mọi người rất nhiều nhưng thật sự không ai xem, mà đồng thời lên YouTube cũng vậy. Không bao giờ biết lên YouTube để gõ tay ga Đình Tuấn để xem những video mình chia sẻ thì hầu như không giấu giếm mà mọi người vẫn chưa làm được điều này. Hôm nay mình sẽ làm lại bước cuối cho mọi người. Đấy, và ok này. Đấy, anh em này ok mới mua máy này, bây giờ hết tiền anh em bán lại này, hầu như mới mua được một tuần. Rồi, hôm nay mình remap luôn cho mọi người luôn sở mất tun này ha. Đây. Này. Đấy, cái này anh em mới mua được một tuần này. Không biết về xài xong lại hết tiền. Bữa mua 21.800. Đấy, không biết mua ở đâu ha. Đấy, 21.800 mới len keng 2023 R cộng này. Đây 2023 đồng hoàng này, full cấp mới này. Đấy, anh em bảo mới mua 21.800. Đấy, mình mới lấy luôn tức thì này, cấp mới này. Đấy, tất cả anh em cấp 2023 đều màu đỏ như này, nó như kiểu Smart FE2 ấy. Đấy, bảo này R cộng này ha. Đấy, mới lấy tức thì luôn. Anh em bảo mới mua 21.800. Đấy, test máy luôn cho anh em này. Mới len keng như kiểu cùi hộp. Rồi thông tin máy này, 21.800, 2R+. Rồi 2023 luôn này. Đấy. Đấy. Mới mua 21.800. Bây giờ thích thì ok chốt luôn. Mới len keng hết hộp này, thùng này. Rồi. Mới có sờ tay nhớt nhớt vào thôi. Đọc đọc cái gì cái rồi kết nối cái ván lại. Khổ vậy hết tiền. Đấy, đi vay mượn tiền xong 21.800. Ao ức để lấy máy. Về làm trong tuần đâu đó lại hết vốn, lại bán. Mới ghê thật này. Cáp này. Cáp bây giờ cáp màu đỏ. Cáp 2021 xe đời mới bây giờ là dùng cái cáp này luôn này. Đấy, cắm vào. Rồi, cái cáp chính luôn, cũng sử dụng cho tất cả những cái dòng xe 21, 22, 23. Bụp. Mới thế. Chắc là sở mới kỳ chắc chưa đọc. Rồi, cáp này thì chắc chắn là chưa khui. Piaggio có nhiều nơi không có. Sờ sờ vào để cảm nhận cáp cho nó mùi cáp thôi. Rồi mang bán. Rồi. Cáp này cũng vậy. SQM. Đỏ. Đỏ như kiểu mà còn chinh. Rồi. Cáp sờ mới kỳ thì còn mơ mới sờ. Còn nguyên kiện.
Mới được tuần nay mà anh em bảo phải thật sự được đúng được ở gần 10 ngày. Gần 10 ngày lại bán tiếp. Rồi anh em nào yêu chốt rẻ được vài triệu với mới. Máy này 21.800.000. Ở Remap thì hầu như full các loại dòng xe, cả IA, MUC. Rồi, yêu thì chốt luôn đi. Hôm nay không đưa chị nhà, mình thì suốt ngày chỉ ở tiệm thôi mọi người ạ. Đến giờ, đến giấc thì mới đi đón con, suốt ngày ở nhà hết. Rồi, đấy ha. Rồi. Rồi. Mở tour được IA thì ở trên thị trường bây giờ chỉ có Smart Tool và Smart FE2. Rồi, đồng thời mua máy tặng bộ quân này ha. Vui này. Chia sẻ đi anh em ơi. Chia sẻ cho vài nhóm ấy. Ít mà nữa Tuấn dạy rồi, Tuấn ít live stream. Quá trời mới này. Anh em có yêu con này, yêu này, 21.800.000 giờ còn có hơn 10 đồng này. Chẳng khác gì máy mới. Mới len keng. Mới tinh. Siêu lướt. Cái này gọi là siêu lướt trong vòng khoảng 1 tuần 10 ngày. Ok, Võ Phùng em. Ok, inbox Zalo. Và anh em lưu ý là máy này là bản 2023 nha. Đấy, 2023 nha mọi người nha. Đấy. Rồi, bây giờ nó sẽ remap IA này ha. Rồi, bây giờ anh em nào có cái khuôn này thì ok, remap IA nó dễ hơn này. Không có thì chúng ta phải móc. Đó. Rồi, bắt đầu chúng ta remap IA. Ok. Rồi, máy mới full cap ha. Cap đầy đủ, cap tua đồng hồ, cap remap IA, Suzuki. Nói chung là như máy mới. Con này máy mới còn gì nữa. Rồi, bây giờ anh em muốn remap trên Smart Tool. Rồi, cap remap. Anh em cắm lên cái đầu này này. Ok ha. Rồi anh em muốn sử dụng phần mềm miễn phí ALL Moto. Rồi. Chọn vào IA. Rồi bây giờ chúng ta muốn mở Accenter nào. Accenter 2020 này. Rồi remapping này. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy chân thấy không. Rồi vị trí phóng to lên. Chân này. Rồi pin 25 này. Rồi 37 này. Đó, cực kỳ đơn giản thấy không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó cái đá. Bây giờ nói anh em là mở tour trên Smart Tool nha. Anh em nào yêu thì chốt máy này luôn đi, không hết mọi người ạ. Tối nay em like cái nữa hoặc là tí nữa em đăng TikTok là hết. Đấy, mới là 21.800.000. Cái này chẳng khác gì mới. Rẻ được đôi củ R cộng 2023. Rồi mọi người nhìn này, 2023 ha. Rồi 52 người anh em chia sẻ cái để em mở tour nào. Đây đó, 2ND2. Chân IC 39 pin. Đấy, chúng ta để IC như thế này. Quay như thế này. Chúng ta nhìn cái vấu này. Đó, ở đây có cái vấu cài này. Đó, để như thế này. Múc như thế này. Đấy, ok không? Đó.
rồi chia sẻ anh em. Ok, vậy ở đây cho ta chúng ta sẽ nhìn thấy dây gì, dây màu tím và dây màu đỏ. Rồi bộ cáp đi theo cho anh em tím và đỏ đây. Rồi chúng ta sẽ cắm dây tím trước, chân 25, hàng số 2, từ trái qua phải số 2, cực kỳ đơn giản. Rồi hàng số 3, từ trái qua phải chân số 3. Rồi sau cực kỳ, khi lúc này chúng ta đã cắm hai sợi dây này vào, chúng ta kéo lên trên. Rồi lúc này anh em phải khui IC. Khui thì lúc này anh em có cái khuôn này thì nó rất chi là ok. Khuôn này thì anh em sẽ mở lên như thế này. Thấy chưa? Mở lên như thế này, chúng ta đóng nắp lại như thế này. Chúng ta nhìn thấy exciter đây không? Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cục khác để mô cho mọi người ha. Là khá là dễ thôi. Được. Rồi lúc này anh em sẽ bỏ vào đây. Ok, lúc này anh em sẽ đậy khuôn này lại. Ok, đó, nó sẽ nằm như thế này. Chúng ta nhìn thấy exciter này 2020-19, chúng ta nhìn thấy hai cái lỗ này, 15-18 hai lỗ này, 155 hai lỗ này, hai lỗ này, cái này Rider Sachia lỗ này. Đó, xong. Ở trên này nó sẽ có cái que bộ khoan. Rồi chúng ta nạy lên. Rồi đầu này đầu khoan, đậy lại. Đầu này đầu đánh dấu, lấy tim. Đấy, cái nắp này bỏ vào đây. Rồi xong, mọi người bỏ vào hai cái lỗ này. Rồi mọi người giã cho cái để lấy tim. Xong, lỗ này giã cho cái. Ok, lấy tim. Xong. Rồi mọi người siết cái đầu này lại vào đây. Rồi mọi người lấy cái đầu khoan này ra, mua máy tặng cho khuôn này luôn. Đây, đó mũi khoan. Rồi mọi người nạy cái này lên. Đó, nó sẽ có hai cái dấu, mọi người vào đây khoan, dí ở đây khoan là ok. Rồi lúc này đậy nắp cất cây. Đó là vị trí mọi người nếu có khuôn thì chúng ta làm như vậy. Rồi lúc này chúng ta sẽ nhớ trên hình. Rồi lúc này anh em sẽ phải xoay IC lại như thế này. Được rồi, đầu IC này. Đây. Ok chưa? Đó. Thì lúc này nó sẽ nằm ngang, hai lỗ hơi bị chật xéo một tí. Có nghĩa là dây màu cam bên dưới, dây màu vàng bên trên. Đấy, xéo xéo lên chút. Chúng ta nhìn thấy hai cái mũi chỉ hàn. Đúng không ạ? Đấy, hai mũi chỉ hàn. Đây, hai mũi chỉ hàn thì anh em phải sử dụng để cho mình mua hai cho mình hai cây to một tí. Để tránh tình trạng anh em mua cây nhỏ quá, nó lại cắm sai vị trí. Rồi, mua to to một tí. Có nghĩa là lúc này mọi người sẽ lấy dây màu cam và dây màu vàng, mọi người sẽ dí như thế này. Ok, là nó sẽ ăn ngay. Bởi vì cái lỗ này nó tương đương với cái lỗ này. Đấy, các bạn phải thay thế cho mình thôi. Chán thật, nhiều anh em không chịu coi mình Zalo hay là video cái gì cả. Tại sao không đăng ký kênh để vào xem những video cực hay mà không chịu xem. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất các bạn có cái khuôn hoặc là mua máy, phút này mình sẽ tặng. Rồi
Cái bước thứ hai, anh em chưa có điều kiện mua khuân, hay bản thân thì Tuấn chưa có tiền để đầu tư cái khuân này, thì chúng ta phải móc. Đó, chúng ta sẽ lấy mỏ hàn, chúng ta cắt bốn góc, cắt xéo, cắt dẹp dẹp một tí. Đó, thấy chưa? Đấy, cắt xong chúng ta sẽ lấy cái gì, chúng ta móc lên như thế này. Đấy, chúng ta bỏ mấy cái này vào đây tí để chúng ta hàn lại. Đấy, cái này thì chúng ta chỉ cần lấy tí silicon hoặc là chúng ta hàn lại thôi, nó dễ. Cái này chúng ta phải lấy mỏ hàn rồi nó sẽ ra như thế này. Đấy, khuân tạm thời bỏ qua một bên ha. Đấy, mua máy tặng khuân rồi, IC phải để đúng hướng, hướng như thế này. Đấy, kết nối ok rồi, phần kết nối mình đã bỏ qua. Tặng cho em một con ăn ơi. Rồi cứ đưa lúa đi rồi em tặng. Xong rồi, vậy đâu đó chúng ta sẽ nhìn thấy mục tiêu. Đấy, khoét lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gì, chúng ta kê cái cục IC này để cho nó bằng lên. Đó, kê cho nó bằng như thế này để chúng ta chọt vào cho nó dễ tương ứng. Đấy, cho nó ok. Rồi, có nghĩa là lấy cuộn keo này nó vừa này. Đó, hơi cao một tí, nó hơi bị khó. Làm cái gì nó phải chuẩn men. Rồi, lấy cái này thử coi. Ok, vừa đẹp. Đó, tuyệt vời. Rồi, ok. Vậy lúc này chúng ta sẽ nhìn. Quá dễ rồi, cam bên trái, vàng bên phải. Quá đơn giản cho chúng ta anh em thợ. Đấy, chỉ hầu như rất rõ ràng thôi. Con xin lại các cụ, các bố, các ông, các bà, phút này con đang live stream, đừng gọi con nữa. Khổ lắm thôi. Đang giờ live stream là các bố hết gọi Facebook tới chuyển qua Zalo, nó rơi mạng của con bết. Rồi, trước khi xong, chúng ta nhìn thấy cái điểm mà chúng ta đã khui, chỉ rất tỉ mỉ. À, chúng ta nhìn thấy hai mối chỉ trắng không ạ? Đó, thấy không? Thầy bấm ok. Đó, hai mối chỉ trắng nó đã nhu lên rồi đấy ạ. Chúng ta khui nhỏ như này thì tất cả nó sẽ không bao giờ đụng vào linh kiện. Còn nếu anh em mà khui mở mồm nó to thì có nghĩa là lúc này anh em sẽ dính đạn và IC lúc này sẽ bằng. Có nghĩa là lúc này anh em ở trong màn hình này nó tuy vậy mà nó to, nhưng thật sự trong bo khá là nhỏ, bởi vì cái này mình phóng ra. Còn bình thường anh em thu nhỏ lại thì nó nhỏ siêu siêu. Lúc này có nghĩa là anh em khoét to quá thì có nghĩa là bay điện trở. Đấy, bay chan xe to, bay lung tung hết. Còn nếu mà anh em khui ở cái phạm vi nhỏ như này thì ở đây chẳng bao giờ có linh kiện nào. Thì nó không bao giờ gọi là từ chết. Đấy, ok không? Nếu anh em khui như mình, anh em thấy ở đây có linh kiện không? Khu vực này không có, biết khui từ góc này lại thì không bao giờ có. Còn nếu chúng ta mở pan bét ra thì lúc này có nghĩa là chúng ta đào, đào như kiểu đào giếng, thì nó sẽ bung những linh kiện này ra. Linh kiện này trong nó rất nhỏ, có nghĩa là lúc này anh em lại nó bung đi luôn, anh em không biết. Còn nếu biết thì hàn lại thì nó dễ. Đấy, bởi vì trong này nó khá là nhỏ, quý vị phải lưu ý điều đó. Rồi, đấy, hai điểm chấm chỉ. Rồi, thầy chỉ rất tỉ mỉ mà không làm được thì thua chứ, là không làm được thì thua rồi đấy. Rồi, rồi, ok, chúng ta nhìn thấy điểm chỉ hàn. Đây, đó, nó nhu nhu lên. Và tiếp tục bên dưới này, nó hơi hé hé, nó hé hé ra được rồi. Ở trên này hai đường chỉ. Đây, quý vị sẽ nhìn thấy hai đường chỉ. Đây, ok, hai đường chỉ, nó sẽ bên dưới này. Thì quý vị lúc này có thể cắm vào ngay cái lỗ này cũng được. Đấy, hai đường chỉ này. Bên dưới này 1, 2, 3, 4, 5. Có nghĩa là nó ngậm 5. 5 đường chỉ có nghĩa là dần gần sát mép. Mép ở đít rồi. Đấy, còn đây là hai đường chỉ. Đó, có cái lỗ này. Quý vị có thích chọt vào đây, chọt. Rồi, xong.
chúng ta đã tìm thấy vị trí. Tìm thấy vị trí xong, lúc này quý vị hãy thoát ra. Quý vị vào remap ping. Lấy Smart API cây lên. Rồi. Lúc này quý vị vào remapping, bấm enter. Quý vị chọn vào IOMH. Enter. Thì quý vị lúc này quý vị phải đọc được cái mã của con SM. Đấy. Có nghĩa là đời này là đời 1920. Và ở phía đằng sau nó được mang ký hiệu 2ND2. Rồi, quý vị nghi ngờ lặp lại. Rồi, 2ND2 có nghĩa là chuẩn. Đó, kiểm tra. Rồi, bấm vào. Tích vô. Ok. Quý vị lúc này chọn cho Đình Tuấn ở trạng thái cộng 5, 12.500 RPM là được rồi. Không cần phải cộng nhiều. Đó, hoặc là cộng 4. Đấy, vừa phải thôi. 12.500 RPM là chạy muốn ăn chuối non rồi. À, không cần phải kích xuống đây. Mở tới bô xăng lửa làm cái gì? Tới 13.500. Dạ, hàng 2 3%, 4, 5, 6 % quá qua tới đây thôi. Rồi, mình làm một cái ở trạng thái 5% cộng 12.500 RPM. Rồi, cắm vô. Cam trái, vàng phải. Rồi, mục tiêu chúng ta đã chuẩn bị hết rồi. Sẵn sàng vào đây rồi. Để im đó. Bây giờ cắm cây. Đấy, làm nhẹ nhàng, nhịp nhàng như vậy. Rồi. Vàng. Cảm. Rồi, mục tiêu cắm rồi. Tuyệt vời. Hai que này nó có thế, có nghĩa là nó cao. Đấy, có cao thì đương nhiên lúc này nó sẽ có thế cầm. Rồi, tuyệt vời. Đấy, tay chúng ta luôn luôn kiếm cái bàn để trụ. Đấy, cho nó vững cái tay. Thấy không? Cái tay này đứng im ở đây, không thể nào lắc. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Cái ngón út dí vào đây. Rồi, tay chúng ta giữ ở đây. Đấy, có nghĩa là hai kim này nó sẽ không chạy đâu nữa. Rồi, trên đầu này chúng ta thể để nhẹ. Để nhẹ thôi. Rồi, chúng ta bấm Enter. Quý vị thấy đơn giản không? Rồi. Lượm tiền thôi. Đúng rồi. Nạp chip phần mềm chip chủ MCU thành công. Cho chàng vỗ tay đi quý vị. Đó, đơn thuần là như thế. Rồi, xong xuôi. Lấy kim ra. Đấy, quý vị thấy hai kim đẹp không? Inox sáng rực. Để, tại sao quý vị lại không làm được điều này? Yeah, quý vị chỉ có đi ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, pizza, rượu chè. Tại sao buổi tối, những thời gian buổi tối, hay là những thời gian mà quý vị nghỉ trưa, tại sao không chạy ra chợ tạp hóa mua hai kim? Hay quý vị làm biếng quá thì quý vị bảo nhờ cô vợ yêu của mình, ngày hôm nay ngày 20 tháng 10, vợ yêu của anh, em chạy ra em mua cho anh hai kim khâu bao. Yeah. Thế là buổi tối quý vị làm cái gì trước khi gà chưa đi ngủ? Lấy ít chì hàn vào bọc ghen. Còn nếu quý vị ở trên núi trên cao không có ghen, quý vị có thể lấy băng keo quấn lại. Hai cái kim đẹp vậy mà quý vị lại không làm được. Quý vị cứ ới alo chọt thế nào, chọt hoài không vô. Tại sao nó có cái lỗ ở đây quý vị lại chọt không vô, và nhiều cái lỗ buổi tối quý vị lại chọt vô? Lạ thật, ở cuộc đời này có nhiều cái quý vị không học, quý vị vẫn làm rất tốt. Còn có nhiều cái Đình Tuấn chỉ cho quý vị sờ sờ, mắt nhìn thấy, tai nghe, vị trí cắm, nhưng quý vị lại chật lên chật xuống. Hổ cáp gì nữa anh Hào, anh Hòa. Đấy. Hổ cáp gì nữa anh trai. Rồi, lúc này chúng ta sẽ chuyển qua Smart FI 2. Ok không? Rồi, bây giờ tháo Smart Tool ra. Rồi, tháo. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cất Smart Tool đi.
Có anh em nào thiện chí mua cái bản Smartoon R cộng 2023 thì chốt ha. Dạ, Nguyễn Hòa mở tour à. Rồi cái này làm gì anh em? Dạ theo anh em từ bấy em làm gì ạ? Ok anh trai hỏi mở tour à. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với Smart FI hỏi. Rồi đây Smart FI 2. Rồi thì lúc này anh em sẽ vào cái thùng cáp. Anh em lấy ra. Hôm nay mình sẽ đăng lên YouTube nhé. Tất cả video này mình sẽ đăng lên YouTube. Anh em nào không hiểu mình sẽ gửi link. Tiếp tục. Và tí nữa chúng ta sẽ chơi luôn. Cục IC được mang ký hiệu 2NDO. Đây. Thấy chưa? Cái này ad 215, 218. Rồi chúng ta sẽ lấy Smart FI. Đây thì trong này sẽ có bộ cáp như này cho quý vị. Đó. Đây. Rồi quý vị lúc này bật thùng nhẹ nhàng. Lấy bộ cáp của mình ra. Đó, máy mới. Rồi đây. Có nghĩa là cái adapter này quý vị có thể tua đồng hồ và view map trên này luôn. View map trên này. Đó. Lấy đây. Đó. Đây, quý vị sẽ nhìn thấy cáp Accenter này. Đấy, nó cài ở đây cho quý vị này. Đó, thấy không? Đấy, rồi xong. Đóng lắp lại. Thấy chưa? Cái cáp này quý vị có thể là mở tua này, Accenter này. Đấy. Và Suki. Khi mà biết được cứ gọi luôn. Ok. Rồi quý vị lấy ra. Đó. Đây ba kim. Có nghĩa là ba kim này, hai kim thì dùng cho Accenter, một kim thì cho dòng su. Đấy. Đấy. Rồi, lấy để đây. Rồi, bịt bóng để vào vị trí. Rồi. Rồi chúng ta lại đóng thùng lại nhá, sạch sẽ. Rồi quý vị nào mua máy tặng cho bộ cáp. Đình Tuấn hả? Đình Tấn. Có phải Đình Tấn không? Đình Tấn ơi, Đình Tấn. Dạ, yeah. Có phải là Đình Tấn không? Rồi. Ok. Đó. Đây. Đấy, và cái bo tua đồng hồ. Chúng ta phải lấy ra luôn. Đây, có nghĩa phải lấy luôn cả cái bo tua đồng hồ ra. Đấy. Nó sẽ khác với Smartoon. Ở hai cái lỗ này thì anh em cũng không cần phải hỏi cắm lỗ nào. Đấy. Hai lỗ này. Có rất nhiều anh em hỏi ở Tuấn ơi phải cắm cái lỗ nào. À, rất giống phụ nữ. Có hai lỗ mà không biết phải chọn lỗ nào. Ok, vậy hôm nay thì Tuấn sẽ hướng anh em lỗ nào nên chọn và lỗ nào không nên chọn, cực kỳ đơn giản. Nhớ cái này không để lên cái bàn inox. Có nghĩa cái bàn inox của mình đã được cách nhiệt. Yeah. Rồi. Kết nối. Cứ cắm vào đây cái đã rồi tính tiếp. Chuẩn bị tư thế. Rồi cấp nguồn. Nhẹ nhàng. Rồi để đây cho nó cái đã. Rồi tít. Rồi tít. Rồi lúc này chúng ta đã cấp nguồn cho Smart FI 2. Bấm vào ALL Moto. Rồi. Lúc này anh em chúng ta sẽ kết nối với Smart FI. Ok, mã số. Rồi, tuyệt vời. Thì Smart FI cũng như Smartoon phải vào Gmap. Chọn tương ứng Honda, IA, Suzuki, Piaggio. IA. Rồi, ở đây nó rất nhiều IC thì anh em phải đọc. Accenter 215 218, Accenter 2020 2ND2 và 2BV1. Rồi.
tiếp. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây. Tuyệt vời. Đấy, cần gì phải nhìn. Rồi. Có nghĩa là trên app này nó chỉ luôn cho quý vị và anh em chúng ta lỗ gì và lỗ gì. Rồi, ở đây sẽ là hình hài Smart Tool. Chúng ta sẽ chơi một con này đầu tiên. Đây, và IC. Chúng ta sẽ để nhìn cái máy như thế này. Đấy, tựa vào đây. Đó, chậm chậm hiểu. Mình sẽ chỉ cho mọi người dễ hiểu. Rồi, anh em nhìn thấy ở đây, ở cái adapter chúng ta sẽ có hai lỗ, trái và phải, giữa và ngoài. Vậy anh em sẽ kết nối cổng giữa. Rồi, là cái dây này. À, cắt bỏ này đi cái đã ha. Rồi. Rồi, lúc này chúng ta chuẩn bị tư thế cắm vô. Rồi, ok. Vậy lúc này chúng ta đã hoàn tất thủ tục bỏ xuống dưới. Hoặc có thể lấy này ra luôn. Tùy. Xong. Cực kỳ đơn giản. Rồi, lúc này chúng ta lại nhìn tiếp tục con IC như thế này. À, nhìn như thế này. Vậy chúng ta sẽ cắm chấn 25 là dây màu tím. Rồi, ok, dây màu tím. Đây, có tím. Yeah, tuyệt vời. Tím, cắm vô. Tím. Rồi, cắm IC như này, dây màu tím, cắm vô. Chân ở hàng số 2, ngoài cùng, bên trái đi vào chân số 2. Lắc nhẹ, ok. Tiếp tục dây màu xanh lá, VCC. Có xanh lá. Hàng bên dưới số 3, cắm vào chân số 3, từ trái qua phải. Rồi, số 2 thành công. Cắm vào số 3. Rồi, nó dễ. Tất cả bây giờ đều như kiểu cơm dọn lên bàn, anh em chỉ việc ăn. Ăn cẩn thận, không nó rớt vãi cơm hết ra bàn. Rồi, nhẹ nhàng, xong. Vậy lúc này chúng ta đã hoàn tất. Để IC xuống. Rồi, xong. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bo mặt. Kéo lên. Dạ, màu dây nó khác với Smart Tool một tí. Đỏ và cam. Smart Tool cam và vàng, nó lại là đỏ và cam. Yeah. Ok. Vậy chúng ta lúc này lại tiếp tục để vào đây. Chọn hai dây đỏ và cam. Rồi, tuyệt vời. Đỏ cam. Đỏ bên trái, cam bên phải. Nhìn đúng mục tiêu. Đây, đỏ cam. Rồi. Đó, đỏ cam. Rồi, lúc này sẽ mất tuôn để ra. Rồi, đỏ cam chúng ta sẽ cắm vào. Đỏ bên trái, cắm vào cái lỗ luôn. Rồi, nó đứng luôn. Rồi, cái này tiếp tục có một cái lỗ nữa. Trời ơi, nó ăn luôn. Nó có cái lỗ cắm một phát ăn luôn. Rồi, ăn rồi thì khỏi cần phải giữ. Nếu không cần thì giữ. Rồi, ok, lúc này thu nhỏ lại. Vừa đủ xem, phóng. Nhỏ. To, kiểm tra kỹ thêm một lần nữa. Tuyệt vời, duyệt. Vậy lúc này chúng ta chỉ cần đơn giản lấy ngón tay chọt vào cái màn hình. Bấm vào tự động. Rồi, ở đây 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, cộng 4% ở trạng thái 12.500 RPM. Múc. Rồi, em gái đã hỏi thì chúng ta phải nghe và trả lời em gái. Ok, múc. Múc em gái, múc. Trời ơi, nó dễ như ăn cơm. Rồi, dễ như ăn cơm. 18.400.000 tặng quà 5 triệu. Tặng khuân 1 triệu mốt. Phần quà tặng anh em là trị giá 6.100.000 Việt Nam đồng. Rồi, xong. Thế thôi mà, ok, xong.
Đó, cắm vào như thế này. Rồi xong rút ra. Ý. Ở gần hai cái mối hàm nó có hai cái lỗ. À, bất kỳ một cái gì cũng vậy, động vật hay con người luôn luôn phải có hai lỗ. Đó. Đấy quý vị thấy không? Đây này, mũi chì này, hàn vào đây sợ chặt này, đây nó có lỗ này. Rồi, bên này dây màu cam này, ở trên này có cái lỗ này. Đấy, móc ở đây, không bao giờ dính linh kiện. Đó, quý vị thấy không? Đó, lỗ này. Rồi, lỗ đây, xịt đi lên lỗ này. Cắm trở lại phát nữa này ha. Rồi, tiếp tục. Thoát ra, không nhớ đúng không? Thoát. Thoát. Dead Center 2020. Đó. Đấy. Rồi, ok, lại dây màu đỏ cắm vô này, quý vị nhìn rõ này. Đỏ nè. Chì nè. Có cái lỗ này, cắm vô. Rồi, dây màu cam nè. Có cái lỗ này. Rồi xong. Rồi chúng ta lại chơi tiếp. Đi tiếp tục thôi. Tự động. Rồi 4% chơi lại tiếp. Ok. Rồi lại chạy tiếp. Rồi. Mọi người thấy ok không? Tuyệt vời không? Rồi xong. Ok. Ờ, anh em nào mua máy thì ủng hộ Tuấn ha. Quà tặng lên tới 6.100.000 Việt Nam đồng. Rồi xong, lúc này chúng ta đã hoàn tất. Rút. Rồi chúng ta lấy cái miếng nhựa lúc nãy, ốp vào hàn tiếp. Rồi, lấy màu hàn di phát, đẹp không? Như mơ. Di cái lượm lúa. Rồi anh em nào có mở tour của ẹt này thì anh em để lại comment, chúng ta chơi tiếp không để tối ha. Ẹt nào mở cũng như nhau thôi. Đi tiếp hay dừng lại để ăn cơm? Xe nào ẹt nào nó cũng như nhau, cái quan trọng là người thợ. Các bạn ạ. Đấy, dán cái này lại. Đỡ rớt. Mở thế thôi anh em ơi. Anh em có thích chơi này không này? Chơi này dã vào đây. Ai chả có Minh Trọng ở đây đang xem rồi. Đây. Tiếp hay dừng lại quý vị ơi, bấm để lại comment mạnh lên. Đi tiếp hay dừng lại? Chúng ta nên dừng lại hay đi tiếp? Đi tiếp hay dừng lại? Vấn đề quyết định là ở quý vị mà thôi. Dạ quý vị thân yêu, cho em một cái thả like thả tim. Đi lại, đi tiếp hay dừng lại?
Rồi, lỡ mình đi tiếp luôn. Lỡ làm rồi thì làm cho luôn đi thầy. Ok. Mua máy tặng quà. Ok, anh em nào chưa khuân thì inbox em nhá. Rồi, ok. Xong, đơn giản thế thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục quay về màn hình. Vậy mà mua máy, cứ mua máy ủng hộ nha, cứ mua máy của ai không, chán thật. Rồi, tiếp tục đi vào Accenter 25-28. Rồi, cái này kéo có ngày ăn hành. Rồi. Rồi, cái này thì quý vị phải lưu ý, cái này nó nguy hiểm hơn Accenter 2020 lúc nãy rất nhiều. Có nghĩa là bo mặt đó hầu như rất sát nhau. Và điểm để chúng ta cắm bo nó cũng như nhau. Rồi, chân giữa. Rồi, vị trí cắm alerter. Rồi, chúng ta đã cắm ok rồi. Bỏ xuống. Rồi, bây giờ quan trọng là anh em kết nối với cái dây màu xanh và dây màu tím. Hai chân sát nhau, có nghĩa là 21 và 20. Tím, xanh. Và chúng ta để luôn cả khuân đây này cũng được. Đấy. Ok. Xanh lá 21. Tím 20 sát. Ok. Xong, hạ xuống. Để luôn cả khuân đấy cũng được. Rồi, mục tiêu còn giờ 3 kim, chúng ta lựa chọn kim nào. Kéo lên. Và kim màu cam và màu đỏ. Rồi, bỏ kim màu xanh xuống. Cắm một cái lỗ này này. Rồi, đây. Cam đỏ trái phải trên dưới. Có nghĩa là cam ở bên dưới, đỏ bên trên. Và nhớ anh em khui IC thì anh em khui nhỏ ở khu vực này, khui to thì anh em phải out con IC này ngay. Có nghĩa là anh em nhìn thấy không, để chờ này. Đó, nó rất sát đây. Và ở đằng sau dây màu cam là con chan. Đó, anh em bậy một phát là bay con chan ba chân này ngay. Đó, tụ này thì không sao. Chan, chở, chở nó rất nhỏ, có nghĩa là anh em phóng nhỏ lại này. Thấy không? Rồi, đây cho anh em coi này. Đấy. Rồi, đây là khui, đây là anh em thợ khui này.
Đó. Có nghĩa là lúc này anh em khui to quá này, thấy không? Vị trí chân này bay hết linh kiện này, thấy không? Đó, bay hết linh kiện bởi vì nó nằm ở góc bên này. Nhưng anh em lại khui chật qua đây nhiều quá, móc bấy nhầy hết. Yeah. Ok. Rồi, bây giờ xong. Chúng ta kế tiếp chọn kim. Nếu anh em khui ra được thì anh em sẽ ở đây sẽ có cái lỗ để anh em kim vào đây, cắm ở đây, nó đứng luôn. Và trên này nó chạy lên đây có cái lỗ. Còn bây giờ chúng ta khoan thì đương nhiên nó sẽ nằm hai vị trí ở mỗi chỉ hàn. Cắm cái này là hết xui. Yeah. Đấy. Rồi ok, xin chào anh Giáp ạ. Rồi. Đỏ trên. Cam dưới. Rồi giữ. Rồi cắm mặn mặn vào, lấy cái tay giữ làm sao nó vừa đủ nặng. Bấm đi tiếp. Tự động. Chọn cái này 12.000 thôi, 500 thôi, map 6. Ok. Rồi phát ăn ngay. Rồi cái này nó chạy lâu hơn so với Ad 2020. Thì quan trọng là đôi tay quý vị lúc này đừng có rung. À, giữ như vậy. Thấy chưa? Đấy, tay chân là phải giữ như vậy. Phát ăn ngay. Có nghĩa là 100 phát thì quý vị sẽ phải thành công tới 90 phát. Đấy, bởi vì góc sút của penalty 11m quý vị phải chuẩn bị trước. Cầu môn ở phía trước phải ngắm tới mục tiêu để quý vị sút. Đừng để chật cột dọc hay xà ngang. Ăn thua là ở chân và tay quý vị sút. Và cảm nhận của con người, mọi người đá. Yo, có phải lấy tiền không? Yeah, không hư hỏng. Tuyệt vời. Rồi. Rồi, hoàn tất. Rồi, ok. Vậy lúc này quý vị đã thành công ở hai lỗ cắm cam và đỏ, cam dưới, đỏ trên. Nạp tất, hoàn tất nạp dữ liệu cho SCM. Rồi, thấy hay quý vị cho chàng vỗ tay. Video này tí nữa sẽ đăng lên YouTube. Đấy, mở tour của Exeter 2015-2020. Đó, tuyệt vời, quý vị thả like, thả tim. Còn lúc này quý vị làm chết IC thì có nghĩa là quý vị phải mua một bài học. Có nghĩa là tay quý vị lộn hà lộn thộm. Nếu tay quý vị mà làm chết IC thì quý vị hãy mua cái nhẫn đeo vào đây. Đó, cái nhẫn này nó luôn luôn được mang cái may mắn cho quý vị. Không bị chết IC, không bị chết SU và làm nghề đỡ bị FI hẳn. Thì quý vị nên mua cái nhẫn này đeo vào cánh tay trái của quý vị. Xin tiền vợ, có nghĩa là hôm nay ngày 20 tháng 10 quý vị tặng hoa cho chị nhà. Và quý vị nhớ thầm thì với chị nhà rằng một câu: em ở, em ơi, mình à, vợ ơi, cưng ơi, Miu Miu ơi. Miu Miu cũng là vợ của anh năm nay khoảng 5 năm rồi. Miu Miu thấy ăn những cái quả phun xăng điện tử FI nó hằn ăn ra bã. Hằn đến nỗi mà buổi tối anh phải bỏ Miu Miu, anh không trả bài được cho Miu Miu. Thì hôm nay cũng là ngày nhân dịp 20 tháng 10, anh tặng Miu Miu bó hoa. Thôi, ra tiệm vàng Miu Miu tặng anh cái nhẫn thần thánh. À, về lúc này chúng ta tâm linh một tí, trước giờ đẹp, giờ ngọ, giờ gì đấy, coi cái phong thủy, xỏ tay đeo vào. Thì lúc này đôi tay quý vị nó sẽ không bị run và cảm giác mở tour làm FI, quý vị cảm thấy được yên tâm hơn. Hay cho cái follow. Chết IC thì lại kiếm sư phụ.
À, quý vị thấy không? Em này em chơi phát nào ăn phát đấy, bởi vì có nghĩa là em đeo vòng kim cô. Tuyệt vời nhá quý vị nha. Đó, buổi trưa 20 tháng 10 quý vị thấy tuyệt vời không cái kim này? Cái kim này em dí xuống đây quý vị thấy không? Nó chắc như này này, để nhổ lên này. Đấy, nó không lên được. Có nghĩa là đôi tay quý vị cắm vào đúng mục tiêu, nó hít luôn này. Đó, nhắc lên này. À, nó mới lên quý vị thấy không? Nó phải đứng đúng mục tiêu này. Ờ, à, này. Ờ, à, hai lỗ có đẹp không? Quý vị lúc này có thể lấy miếng silicon đen, quý vị vuốt một phát kín. Hay là keo hay gì cũng được, bỏ vào. Bỏ vào, rít một phát, vuốt. À, nhân đó bán lại không thầy, ok. Bữa thầy mua gần chục củ ấy. Đây, anh em nào có mua lại, lấy cái lọc của thầy. Bữa thầy mua gần chục củ ấy này. À, vàng xịt nào hoàng nhá. Chứ thầy không bao giờ đeo đồ đều đâu. À, thầy mua ở tiệm vàng xin si ấy nhá. À, gìn đi ấy. Gìn si gì, gìn đi gì đấy. À, đây. Thầy thì chẳng bao giờ đeo đồ giả bao giờ cả. Đấy, ok. Vậy em cắm lộn chân IC rồi, hơi chết cha rồi. Thế mình trọng mà, thế mở từ sáng giờ không được à? Thôi, lấy cái nhẫn của thầy về nhà đỡ lộn em ạ. Chán em lắm thôi, lộn nữa. Ừ. Thầy Live làm smoky bằng con máy này đi. Máy nào? À, làm smoky với thầy nó chỉ là nốt nhạc. Dạ. Yeah. Thích thầy làm smoky không? Dạ, yeah. Thầy mà làm smoky thì phút mốt. Máy của thằng cháu em được chưa ăn? Máy của thằng cháu ăn em gửi rồi, chắc ngày nay nó nhận. Ok Hiếu à. Dạ, thầy làm smoky máy này đi. Ok. Trời, chẳng ai ủng hộ thầy cái gì cả, cứ bắt thầy làm liên tục. Rồi, ok. Rồi, lúc này thầy sẽ chuyển qua làm smoky. Đây. À, thầy sẽ làm smoky. Đây. Thầy không biết là cái hộp này hộp xe gì. Hai rắc. Thầy chỉ biết hai rắc. Thầy sẽ mổ nội soi ngay ở góc này. Đấy. Thầy sẽ mổ nội soi ngay góc này. Hôm nay lên thầy bữa đó. Ok không? À, mục tiêu chúng ta lại làm smoky. Vậy lúc này đầu tiên thầy muốn làm được smoky thì thầy chạy ra chợ mua hai kim băng, có nghĩa là mua một cái. Thầy về nhà lúc này thầy cắt được đôi. À, thầy sẽ hàn vào dây màu đen và dây màu vàng. Dạ. Yeah. À, đây. Kim băng nhọn. Ok. Vậy lúc này thầy sẽ tắt ứng dụng. Chúng ta sẽ chuyển qua smoky. Bạn có chắc chắn muốn thay đổi được? Rồi. Hộp này hộp của Honda. Chọn má phụ tùng. Thầy chơi vào kiểu hai rắc tương đương với cái hộp này hai rắc. Đó, màn hình nó chỉ sẵn hai lỗ. Chỉ có hộp này là hai lỗ, không bao giờ sai. Học xong khóa này biết xài máy, em mua cái, mua ủng hộ thầy, đừng có mua của ai. Yeah. Em cắm lộn 22 và 21 chủ. Hôm nay ngày 20 tháng 10 em lại lộn lỗ à? À, Minh Trọng, em cứ lộn lỗ này là toang hết. À, anh chúc em tối hôm nay không lộn lỗ. Rồi, ok. Tự động. Rồi, đọc full key. Rồi. Rồi, lúc này chúng ta chỉ cần đơn giản nhìn vào cái mục tiêu khoét lỗ. Cắm vào đây là xong. Cắm. 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 Cắm đúng lỗ. Ok. Rồi, thầy lúc này không quan trọng dây màu vàng hay dây màu đen. Thầy cắm cái này. Rồi, ok. Rồi, ok. Ở trong này nó có hai kiểu chơi.
Quý anh em chọn kiểu 1, kiểu 2. Kiểu 2 có nghĩa là xe này xe của Thái và AB2020. Anh em nhìn K59, K1F và K2N. Đấy, kiểu 2. Kiểu 2 là AB2020 Clit Vario. Rồi, kiểu 1. Đấy, thầy lúc này chơi kiểu 1. SU K12, K44, K66. Ở trong này nó ghi rất rõ ràng. Đọc chữ trước khi sử dụng. Rồi, và SU này của K12, K44, K66 như nhau. Thầy không quan trọng phải nhớ K12, K44, K66. Cứ biết nó là của hãng xe này. Múc, bụp. Rồi, mục tiêu dây màu đen và dây màu vàng. Đó. Vậy lúc này chúng ta phải hàn vào hai cột chì đen và vàng. Thì lúc này thầy không hàn, thầy sẽ cắm. Thì có nghĩa là thầy sẽ nhìn thấy cái đường chỉ dây màu đen, nó chạy đi qua cái dây màu vàng, nó núp ở đây. Và cái dây màu vàng nó chạy qua đây, có một cái lỗ ở đây, thầy sẽ cắm. Có nghĩa là dây màu đen bên dưới thầy sẽ cắm lên trên, và dây màu vàng cắm kế bên. Tuyệt vời, cho chàng vỗ tay. Cắm, mốc, bụp. Rồi. Vậy lúc này thầy sẽ để SU theo hướng mũi tên. À, như thế này. À, hướng chiều đi lên. Đen và vàng, đen bên dưới thầy sẽ cắm lên trên. Lỗ khá là nhỏ. Li ti. Yeah. Đó. Rồi. Đen đang ở dưới thầy sẽ đưa lên trên, cắm vào cái lỗ. Tuyệt vời. Vàng đang ở kế bên, thầy cắm qua bên hông. Rồi, tuyệt vời. Là xong. Vậy để lúc này thầy chỉ cho anh em dễ làm hơn, thầy sẽ tút cái hộp cho anh em nhìn thấy chỗ nó lớn hơn. Còn ở đây mình cũng chỉ cho tất cả anh em khoét, có nghĩa là anh em nhìn thấy cái tâm ở giữa đây. Tâm ở giữa cái mũi cài. Tâm có nghĩa là dấu x, dấu cộng. Rồi anh em mở ngay ở giữa là AC. Nhớ đây. Tâm ở giữa là dấu cộng. Tâm ở giữa hộp này, anh em móc ngay ở giữa, thành công. Hay, bấm OK. Rồi, lúc này thầy sẽ rút cái hộp này ra cho anh em dễ nhìn. Wow, tuyệt vời. AB2019. Rồi, tuyệt vời không? Nhiệt tiền không? Nhiệt tiền không? Rồi, lúc này anh em nhìn thấy màn hình. Ở đây là anh em cắm dây màu đen. Đen này. Rồi lúc này thầy sẽ lấy đường chỉ, thầy chạy lên, thầy cắm vào cái lỗ này. Rồi dây màu vàng nó hàn chỉ ở đây, bên hông này nó có cái lỗ, thầy cắm vào đây. Yeah, ok. Vải đen từ bên dưới không hàn đi lên cắm. Vàng ở bên hông cắm qua bên trái, xích qua một tí. Cắm, ok. Rồi, lúc này thầy đi tiếp. Rồi. Rồi, ok. Rồi, nó chạy hầu như khá là chậm, khoảng hết vài phút. Anh em cẩn thận với đôi tay. Rồi, đôi tay lúc nào cổ tay cũng phải để như vậy. Lúc này anh em đập thoải mái. Yeah. Đấy, anh em đập thoải mái. Bởi vì cái tay của anh em nó chẳng khác gì mũi hàn. Yeah. Đấy, ok. Yeah. Đập thoải mái. Anh em chơi thoải mái, ok. Rồi, này. Này. Đấy, ok. Trên này là vẫn đang đọc rất tốt. Không có điều gì xảy ra. Bởi vì tay của chúng ta làm quá chuẩn. Điểm tựa ở đây. Và tất cả ở dưới bàn, ok, không sụp xịt. Nhìn thấy đặc biệt là ngón ở giữa. Quý vị nhìn thấy không? À, ngón ở giữa quý vị thấy không? Quan trọng là cái tay. Nên anh em phải trang bị cho cái nhấn Thần Thắn Kimco. Mua nhấn inbox để Tuấn ship tới tận giường. Xin vợ mua nhấn kim cương đeo ship tới tận giường lộc lá. Nhấn này bao đọc, bao làm, không bao giờ sợ hư hỏng. Này.
Đấy, ok. Đấy, ok, tuyệt vời. Đó, tiếp tục, máy vẫn đang chạy và đọc rất tốt. Thả tim đi quý vị. Hôm nay 20 tháng 10, chơi mãi thoải với quý vị. Thế Tuấn nhiệt tình với anh em không? Hỏi thật. Hỏi thật, mình sống mình có nhiệt tình không? Mình có giấu nghề không? Mình chỉ hết mọi người cách làm mà có giấu nghề đâu. Sao cơ? Sao biết Facebook ở đây mà coi? À, anh em thấy mình giấu nghề không? Mình chẳng có cái gì giấu nghề với mọi người ở phút này cả. Cái quan trọng là mọi người về có làm được hay không. An toàn tuyệt đối quý vị Hàn, nó xảy ra rủi ro và chết rất sớm. Rồi có mua máy không? Nào sờ mất tuôn lướt R cộng này, mua đi. Này R cộng này, Smart Tool nè, Smart FI này, mua đi, kêu gọi bạn bè vào. Mua đi để lấy quà. Con này mà không mua thì mua cái gì nữa trời. Chạy 73%. Vừa nghe nhạc. Tay này. Đó, vô, ra, vô, ra. Quan trọng là cái này các bạn, nó đúng lỗ rồi mà. Này tha hồ nhi, lắc. Ủa số bé không lắc. Ủa số bé lắc lư cái đầu. Lắc. Cuộc sống này chúng ta phải lắc chứ. Nếu cái này mà để tối mà livestream thì hơi bị đông nhỉ. Tối này live stream chắc phải 200 người rồi. Thành công. Rồi, thấy chưa? Thì lúc này anh em sẽ lấy cái máy này, anh em đăng ký chìa, nhấn vào đây. Thấy chưa? Bấm vào đây. Rồi đi mua cái móc mới. Đấy, giờ đi mua cái móc mới về nhà là nó ăn thôi, có cái gì đâu. Hiểu không? Rồi, kết thúc offline. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này ha. Đấy. Tối nay đưa vợ đi chơi rồi, thầy Tuấn ơi. Rồi giời, ăn có điều kiện, em không có điều kiện. Bắt nó ở nhà. Rồi, anh em nào cần IC mở tua inbox em này. Rồi, cả khuôn cả IC này, cần inbox. Rồi, thank you anh em nhá. Em xuống live đây.